bên đây. Xin chào các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ có một game tên là Mimic. Mình không hiểu sao game này lại không đề tựa nữa rồi. Nhưng mà cái game này thì nó đột nhiên đứng top 2 ở trong trang X IO các bạn. Đứng top 2 ở trong cái tab kinh dị thì chứng tỏ là đây là một cái game mà phải nói là nó cũng rất là đáng sợ. Cho nên nó có thể đứng được ở cái top thứ hai. Thì chúng ta sẽ nhập vai vào một người mẹ và chúng ta cần phải bảo vệ đứa con của chúng ta khỏi cái sinh vật mà đang cố xâm nhập vào trong nhà. đấy thì đây là nội dung của cái game này. bây giờ thì mình sẽ thử bắt đầu xem như thế nào nhé. ở đây không có tội thì các bạn chịu khó kéo xuống phần mô tả để xem nhé. game này thì đồ họa của nó là trông rất là à, kiểu xấu các bạn ơi. màu sắc của nó trông rất là lạ nhưng mà mình nó kinh dị là được rồi. những dạ, cái game mà chất lượng PS1 thì nói chung là nó cũng dễ nhìn hơn game này Game này thì hơi đặc biệt tí các bạn Ở đây tựa của nó đây, Mimic đây đó có cả cái opening như thế này nữa rồi Đây chắc là đây là bức ảnh của đứa con trai và người mẹ quá Nó xấu đến mức mà chúng ta chẳng thể nào nhìn thấy rõ là cái đó là cái gì nhìn giống như là người cổ già ấy. Có cái điều tồi tệ giờ đó đang xảy ra với lại đứa con trai của tôi. Một vài tuần qua là nó đã biến mất. À, nó đã biến mất một vài tuần trước. Bây giờ thì nó quay trở lại. Nhưng nó không giống như là đứa con trai trước kia của tôi. Bác sĩ uh, không thể giải thích. Được à, Là con trai của tôi như thế nào Có gì đó không đúng Với lại nó à, Nó thường nói chuyện Với một người nào đó tên là Horosio Và gặp những cái cơ ác mộng Vào mỗi đêm Tôi là mẹ của nó Và tôi đang gọi là cố gắng để kết thúc những cái điều tôi tại khỏi nó Rồi Đại khái là mình đã hiểu cốt truyện rồi Camionetta Mình cần phải làm gì đó để giúp đứa con trai của mình Các bạn chắc là nó đi mua sữa xong đây. đi Đi mua, mua sữa xong xong rồi mất tích rồi trở về mới như thế này đây ờ sao trình tôi ghê ta <laughs> nhìn đâu có khác với một xứ khô đâu đây là ai đang nói đây con lại thấy giấc mơ đó nữa con thấy mình rơi xuống từ một cái uh, tương thượng và rồi ai đó kéo con uh, từ ở bên dưới cái giường mẹ con không muốn ờ à... horosio bắt con đi con cảm thấy rất là khác mẹ có thể mang đến mẹ thầy mang nước đến cho con không horosio là cái quái quỷ gì đi lấy nước cho thằng con thôi các bạn ơi Game giả lập làm mẹ rồi Gần đây có rất là nhiều cái sự uh, Cái vụ án Mà mất tích trẻ con Một cách bí ẩn xảy ra trong thị trấn nhỏ này Rồi Những cái phụ huynh Thì uh, kiểu đang rất là lo ngại Về việc này họ nói rằng là có một cái thứ gì đó trong giống mặt nạ đỏ là sao rồi không rõ cái này như thế nào nữa các bạn ơi kiểu đây chỉ là lời đồn thôi lời đồn thôi là có một con quỷ mặt nạ màu đỏ xuất hiện ở đây bắt cóc trẻ con Ủa sao điện thoại không hoạt động là như thế nào Ui Nó đang nhìn đây các bạn ơi Ủa cái này cũng bị hỏng lên như thế nào Mình cần phải bảo vệ cái thằng con khỏi cái con Quỷ mặt nạ đỏ gì đó Mày đâu? Bước ra đây Ờ là cái con này đúng không? Hãy để cho tôi, hãy để cho con này những cái con ma xem sức mạnh của bà mẹ như thế nào nhé. Dụ mặt vào đóng luôn. Ồ vẫn chưa lấy được nước à. Chứ nãy mình bấm vào cái đó để làm gì? À cái giòi ở cái 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 chỗ kia hỏng rồi. Chờ lo lắng cho đứa con quá trên chưa có dịp sửa gì thế mà thấy có cái ba cái bóng gì bên ngoài rồi nha mẹ ơi con nghĩ là Horatio à, Horatio nó đang ở trong cái tủ quần áo mẹ có thể chắc nó không là ơn tắt tivi phát rồi tại sao tivi là tự mở đấy đây con nào trong tù quần áo đâu Đây là bà quỳnh luôn giữ mặt à dám hù dọa dạ con trai của bà à. chả thấy nó đâu cả các bạn ơi có thấy con nào đâu con ơi con không muốn ở một mình nếu con ở một mình thì hắn sẽ bắt con đi mẹ có thể mang con ồ mang cái uh, ravio là gì con rất nhớ nó ravio là cái gì một cái con nào đó à mình phải chết thường xuyên các bạn không phải là con đó à. quay lại quay lại chỗ nó an toàn mình thấy có cái sự hiện diện gì đó bên ngoài kia rồi cho nên là phải đứng ở đây thôi không biết là cần phải mang cái gì đến đây ở đây à ui nó đến rồi các bạn ơi thử mở cửa nhé mình cảm thấy rất tò mò không biết là con đó cái con quái quỷ gì cho nên là mình thử mở cửa phát xem như thế nào các bạn ơi tôi không muốn mở cái cửa vào giờ này không đồ rồi các bạn đây con cảm thấy ai đó đang trốn ở bên trong mắt của mình hắn đang quan sát mẹ hắn đang rình rập ở trong cái bóng đấy mẹ cái chân của hắn không bao giờ chạm xuống đất Ravio sẽ rất là buồn nếu không có Kami Ote Mẹ mang nó đến nhé Rồi Phải làm thôi các bạn ơi chứ bây giờ mình cũng chưa biết là chúng ta Phải làm như thế nào khác nữa Đó nọ kìa okay. Mình thấy nó rồi nhá Hả Muốn gì mày? Muốn gì mày? Tay đôi luôn, sợ gì? Sắp lá ca luôn ma với cỏ không thể nào mà có thể so sánh được với lại sức mạnh của người mẹ rồi mẹ ơi horosio đang ở đây con cảm nhận được nó rất là gần nó ở ngay đây thôi đừng có để nó vào trong nhà mẹ ơi cái cửa sổ Về chúng sẽ mở cửa sổ hả đừng nói game giả lập đóng cửa sổ nhé thật sự luôn game giả lập đóng cửa sổ các bạn ơi Rồi quay lại xem nào Còn cửa sổ đâu mở nữa không Ở đây Gì, gì thế Ôi mẹ, con không cần mẹ nữa, con không cần đôi uh, mắt có thể nhìn thấy, con muốn trở thành bóng tối. Horosio nó đã ở đây, nó sẽ mang con đi với nó. Cái quái quỷ gì thế? Cái game quỷ gì thế? Này? Rồi hết rồi Xong To rồi các bạn ơi Thằng con bị bắt mất tiêu rồi Đã đóng cái cửa sổ rồi giờ sao vẫn vào được là như nào rồi kết thúc rồi các bạn ơi nhưng tiện thì game thì không có happy end nhá game này hình như là có hai end nhưng mà nó chỉ có bad end với lại very bad thôi không biết very bad là cái quái quỷ gì nữa nhưng mà nói chung là cái này là cũng đủ, đủ đủ bad end rồi cuối cùng thì chúng ta vẫn không bảo vệ được đứa con trai và để đứa con trai bị cái con cái con mặt nạ đỏ bắt đi con mặt nạ đỏ này là lúc mà nó xuất hiện là mình thấy là xung quanh nó vẫn có những cái đứa khác đi mình nghi ngờ đó chính là những cái đứa con trai hay là những cái đứa con gái của những gia đình khác Mà lúc mình đọc trong báo là đứa con của mấy người đó bị mất tích á Đấy, có khi là nó bắt về để trở thành thuộc hại của nó Xong rồi nó tiếp tục đi bắt những người khác Game này không hiểu là như thế nào Nhưng mà mình hy vọng là game này sẽ có phần tiếp theo Để chúng ta hãy gọi là tiêu diệt cây con mặt nạ đỏ Và giải cứu những cái đứa con nít đã bị bắt đi nhé. Nghe cốt truyện cũng về thú vị đấy, Cho nên là mình mong là nó sẽ thực sự có các bạn rồi, video này đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thích video này, hãy bấm cho một like, đăng ký nút cạnh người mới. Đừng quên lắc cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ mình. Nếu các bạn không biết bình luận gì ở bên dưới thì các bạn có thể bình luận dấu chấm dấu vẩy chữ đã xem hoặc uh, những cái icon đáng yêu, mình sẽ xuống để tiêu cho các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video khác. Bye bye.